Mình không biết cái chuyện gì, mình tưởng cây bông nó sẽ có cái lá thư trong đó hay là cái gì mình cầm để coi thôi. Rồi ổng đi mất tiêu, mà mất dép ổng rồi đó là không thấy ổng nữa. Tặng một cách lạ lùng, bởi vì mình càng ghét thêm, ghét quá, ghét đi. Cái thời điểm đó là em còn đi học, còn ở chung với hai bà cô. Ví dụ yêu đương thì cấm, cấm tuyệt đối, quen ai là cũng không cho hết. Cho nên là tranh thủ lúc mà mấy bà cô không phát hiện á thì chạy về tặng bông, xong tặng cầm bông xong rồi giọt đi để bà cô không phát hiện. Em là bên cô là cấm không có cho yêu đương đó, đúng không? Đúng rồi. Rồi bên đây có bị cấm không? Dạ không, mình bên đây là rồi lúc cái bà cô làm gì để mà khi bà phát hiện là em thích bé này rồi? Rồi tại vì sợ mà tranh thủ lúc mà mấy bà cô không có nhà thì mới dẫn nhắn tin rủ ra ngoài nhà truyền thống chơi. Mà thường thì cái cơ hội đó cũng hiếm lắm, tại em đi học thì giờ em đi làm, từng tháng nhiều lắm lần là maximum. Tội nghiệp không, đi chơi qua nhà truyền thống chắc cỡ quá vậy. Mà tiếng trung ghê, giống như hồi đi sinh hoạt đội ngày xưa. Đi qua nhà truyền thống cái chuyện chút xíu mà tháng được có một lần. Cô cũng để ý rồi, để ý nhiều lần là cũng hay nghía qua nghía lại với đối diện phòng mà. Em bắt đầu chuyển kế hoạch, giờ không tặng bông, không nói chuyện được tiếp nữa, bây giờ viết thư. Viết giống như là đang dạy mình vậy đó, mình đang ghét rồi mà viết thư gì đâu không à. Dạy đời luôn đó. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi, lúc nào thì em chạnh lòng với thằng cu này? Thời gian cũng lâu rồi mà em thấy ổng cũng không có quen ai, nhưng mà ổng cũng cứ để ý mình á, thấy bà dì hàng xóm bà cứ nhắc hoài á, nói là thấy không nhớ thương mày đó mày à, để bỏ mất cái uổng này nó hiền. Con thấy vậy thôi cũng đồng ý. Bà dì hàng xóm, bà dì khác nữa, bà dì hàng xóm tại vì lại là dung dán vô. Rồi. Bà dì đó làm ai nhờ cái cô dì đó mà tụi em mới nên duyên đó. Động nhỏ này là nhỏ này nó mới mềm lòng, nó sợ mất em. Đúng không? Đúng rồi. Lúc đó là bà dì hay rủ đi chơi, rủ vợ đi chơi, mà rủ đi chơi thì bao giờ cũng nháy mắt em, dẫn em đi sao. Em không hề biết trong cái cuộc đi chơi là chỉ có em với bà dì là đi chơi thôi, bà rủ mình đi ăn chè thôi. Lóng tóc đi tới cái đầu lộ là thấy ông là ở sau lưng rồi, mà mấy lần như vậy á thì mình mới biết là hai người này có cái mối liên kết. Tại lý do gì mà mất số điện thoại của con bé này? Yêu thương mà không cho phép mà lại làm điều trái ý của cô nói á, cho nên là cô phát hiện. Cô phát hiện bắt đầu cô chuyển phòng, cô đổi phòng, không cho ở phòng đó nữa, chuyển qua phòng mới. Từ cái lúc mà qua phòng mới là bị mất liên lạc. Em nhớ có đợt đó là vợ có nhắn tin á, có cái điện thoại nhỏ nhỏ nhắn tin, em báo em kim ra, nhưng mà lúc đó là cô đang gọi là đang xét kỹ quá không cho ra được. Đóng cửa phòng lại không cho ra. Xong rồi cái bảo là giờ không qua được, thôi giờ đợi sang vài hôm nữa đi. Vợ em có lẽ lúc đó cảm thấy uất ức quá, cho nên là cảm giác như bị hụt hẫng á, cho nên là cắt đứt liên hệ với em luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Là về quê luôn đó đúng không? Cái đợt đó dạ, đúng về rồi. Quê luôn. Về quê luôn. Xong rồi trở lên là bắt đầu là qua bà dì hàng xóm thì bắt đầu mới có cảm tình với ông này. Dạ. Như vậy là về quê là được bao nhiêu lâu? Dạ về quê lúc đó là như có cả năm. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Nếu như chúng ta muốn xem các chương trình Vợ Chồng Son và những chương trình về tình yêu và gia đình, chúng ta hãy đón xem trên ứng dụng NetLove. Xin chào hai em. Như là em bé vậy đó. Dạ. Vậy là chồng là cũng dễ ẵm bồng lắm đúng không? Dạ. Có hay nhõng nhẽo không? Có hay bắt em bồng đi từ chỗ này qua chỗ nọ không? Dạ cũng không có cái đó chị cũng không có. Tự nguyện, tự nguyện. Chị mà nhỏ quá. Con như vậy là chị sẽ nhõng nhẽo, chị rồi. Sẽ bắt bồng từ chỗ này qua chỗ kia. Mình thì chỉ nghĩ gì nè, bên hai bên này mà cãi lộn chắc bên kia chứ không có dám lớn tiếng đâu. Phải lớn tiếng một cái ổng bồng, ổng sốc rồi một cái là ở im luôn. Cái đó ngược lại. Ngược lại. Dạ. Chút nữa mình sẽ vô cái phần đó. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thịnh, chào quý vị khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Phạm Văn Nhớ, em năm nay 32 tuổi, hiện làm nhân viên công nghệ thông tin. Quê của em là ở Bến Tre. Dạ, em xin chào chị Hồng Quân, anh Quốc Thận và tất cả mọi người. Em là Nguyễn Thị Ngân, năm nay em 29 tuổi và hiện tại em đang may đồ tự do ở nhà. Thôi bây giờ kể cho anh chị nghe coi hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu và em có ấn tượng gì với chàng trai này không? Hay là chàng trai này có ấn tượng gì với cô gái này đó không? Dạ, hai đứa ở đối diện nhà trọ với nhau. Ảnh thì để ý em nhưng mà em không có để ý ảnh. Rất là ghét cái kiểu mà thư sinh mà hiền từ mà nhút nhát nhỏ nhẹ không có thích. Thích đàn ông là phải cứng rắn mạnh mẽ thôi. Lúc đó là nhớ nó đi làm chưa? Dạ, chưa đi học. Đang đi học anh. Dạ, là em quen lâu lắm ạ. Dạ, lâu.
Dạ lúc đó là mới qua thấy ba vợ chở vợ em qua thấy nhỏ xíu à, tạm nghĩ chầm từ 12-13 tuổi à. Xong rồi thời gian này ba mới bảo là 17 tuổi rồi. Lúc đó em mới để ý. Mà em yêu đơn phương. Yêu đơn phương hả? Dạ cũng có thể là vậy. Lúc đó là vợ em có đi làm ở chung với ba với bà dì á. Thì đi làm về khoảng 11 mấy khuya á, vẫn còn phải ngồi giặt nguyên thao đồ. Đồ dung gì nè. Lúc đó cũng 2008 á, giặt tới 12 giờ mấy mới đi ngủ. Trời tội nghiệp, tại vì lớn không nổi là gì. Trời. Đi ra đi vô gặp nhiều lần là thấy cũng siêng năng cũng dỗ dàng cho nên là để ý. Mình nhìn nó nhỏ xíu như vậy nó ngồi một cái thao đồ lớn cao hơn nó, dung hơn nó. Ta xài vô ta giặt phụ đi là đâu có phải yêu đơn phương năm. Khó tính lắm chị. Lại gần cũng không cho, nhìn cũng không cho nữa. Lại đụng thao đồ sao đụng được chị. Rồi đến khi nào thì mới coi như thể hiện cái tình cảm của mình với con. Bước sang năm thứ hai thì lúc đó thì có dịp là vợ em về quê. Em đến này thì đợt đó là em có nạp cạc cho vợ, nhưng mà vợ quên trả tiền, vợ mới nhờ bà dì ở phòng kế bên qua trả tiền giúp em. Lúc đó em mới xin lại số điện thoại của vợ. Tại thời điểm là vợ đi về quê á, là lúc đó em mất số điện thoại luôn, chỉ là liên lạc thôi chứ chưa có là yêu đương nữa. Thì sau đó vợ lên liên lạc qua lại thì bắt đầu mới có tình cảm lần lần. Rồi khi nào mới tỏ tình? Tỏ tình bằng cách nào? Bằng cách nhắn tin hay là bằng cách lạ làm thơ? Ông này tỏ tình á, đúng mà con chưa có, em chưa có đồng ý á. Tới bữa đó là 8 tháng 3 gõ cửa cọc cọc cọc, đưa cái bông xè vô. Mình không biết cái chuyện gì, mình tưởng cây bông nó sẽ có cái lá thư trong đó hay là cái gì mình cầm để coi thôi. Rồi ổng đi mất tiêu, mất dép ổng rồi đó là không thấy ổng nữa. Tặng một cách lạ lùng, bởi vì mình càng ghét thêm, ghét quá ghét đi. Cái thời điểm đó là em còn đi học, còn ở chung với hai bà cô. Ví dụ yêu đương thì cấm tuyệt đối, quen ai là cũng không cho hết. Cho nên là tranh thủ lúc mà mấy bà cô không phát hiện á thì chạy về tặng bông, xong tặng cầm bông xong rồi giọt đi để mấy bà cô không phát hiện. Em là bên cô là cấm không có cho yêu đương đó. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Rồi bên đây có bị cấm không? Dạ không, mình bên đây thường. Là rồi lúc cái bà cô làm gì để mà khi bà phát hiện là em thích bé này rồi? Tại vì sợ mà tranh thủ lúc mà mấy bà cô không có nhà thì mới dẫn nhắn tin gũ ra ngoài nhà truyền thống chơi. Mà thường thì cái cơ hội đó cũng hiếm lắm, tại em đi học thì vợ em đi làm, tháng nhiều lắm là lần là maximum. Tội nghiệp không, đi chơi qua nhà truyền thống. Chắc trở quá vậy. Mà tinh trung ghê. Giống như hồi đi sinh hoạt đội ngày xưa. Đi qua nhà truyền thống. Cái chuyện chút chiếu mà tháng được có một lần. Cô cũng để ý rồi. Để ý nhiều lần là cũng hay nghía qua nghía lại vậy, đối diện phòng mà. Em bắt đầu chuyển kế hoạch. Giờ không tặng bông, không nói chuyện được tiếp nữa, mà giờ viết thư. Viết giống như là đang dạy mình vậy đó. Mình đang ghét rồi mà viết thư gì đâu không mà. Dạy đời luôn đó. Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Lúc nào thì em chạnh lòng với thằng cu này? Thời gian cũng lâu rồi mà em thấy ổng cũng không có quen ai, nhưng mà ổng cũng cứ để ý mình á. Thấy bà dì hàng xóm bà cứ nhắc hoài á, nói là thấy không nhớ thương mày đó mày à, để bỏ mất cái uổng này nó hiền. Con thấy vậy thôi cũng đồng ý. Bà dì khác nữa, bà dì hàng xóm thì bà dì lại là dung dáng vô. Dạ rồi. Bà dì đó là Mai nhờ đó. Cái cô dì đó mà dạ. Tụi em mới nên duyên đó. Dạ. Động nhỏ này. Dạ đúng rồi. Là nhỏ này nó mới mềm lòng, nó sợ mất em. Ủa. Dạ. Đúng không? Dạ. Lúc đó là bà dì hay rủ đi chơi. Rủ vợ đi chơi, mà rủ đi chơi thì bao giờ cũng nháy mắt em, dẫn em đi sao. Em không hề hay biết. Trong cái cuộc đi chơi là chỉ có em với bà dì là đi chơi thôi, bà rủ mình đi ăn chè thôi. Lót tót đi tới cái đầu lộ là thấy ông ở sau lưng rồi, mà mấy lần như vậy á thì mình mới biết là hai người này có cái mối liên kết. Tại lý do gì mà mất số điện thoại của con bé này? Yêu thương mà không cho phép mà lại làm điều trái ý của cô nói á, cho nên là cô phát hiện. Cô phát hiện bắt đầu cô chuyển phòng. Cô đổi phòng, không cho ở phòng đó nữa. Chuyển qua phòng mới. Từ cái lúc mà qua phòng mới là bị mất liên lạc. Em nhớ có đợt đó là vợ có nhắn tin á, có cái điện thoại nhỏ nhỏ nhắn tin em báo em kim ra, nhưng mà lúc đó là cô đang gọi là đang xét kỹ quá không cho ra được. Đóng cửa phòng lại không cho ra. Xong rồi cái bảo là giờ không qua được, thôi giờ đợi sang vài hôm nữa đi. Vợ em có lẽ lúc đó cảm thấy uất ức quá, cho nên là bị cảm giác như bị hụt hẫng á, cho nên là cắt đứt liên hệ luôn. Cắt đứt liên hệ với em luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Là về quê luôn đó đúng không? Cái đợt dạ, đó đó dạ, đúng về, rồi, quê luôn. Về quê luôn. Xong rồi trở lên là bắt đầu là qua bà dì hàng xóm thì bắt đầu mới có cảm tình với ông này. Dạ. Như vậy là về quê là được bao nhiêu lâu? Dạ về quê lúc đó là như có cả năm.
Một là... năm trời không gặp nhau. Ồ, hai đứa vẫn ở chung với, ở chung một cái khu nhà trọ hay sao? Không, lên là không ở chung nữa. Lên là chuyện các bạn hẹn hò với nhau. Chắc có lẽ là chắc cũng phải dầm trước dầm sau. Đúng rồi, giống như viên trộm mà. Đúng không? Chỉ ông này thôi. Cái đợt đó là còn ở ở gần chuẩn bị đi á, chuẩn bị đi cho nên là thôi lén hôn cái, coi như là tình cảm lâu quá thôi giờ làm cái thì đi cho cũng kiểu là thỏa mong nhớ đó. Thôi hôn cái bữa đó là tối rồi. Tối rồi lúc mà vợ này đồ á, chạy ra hôn cái xong rồi mấy bữa sau dọn. Vậy đó, có ai thấy không? Không, tranh thủ chứ. Không mà mình cứ tưởng là cái gì nó đụng trúng mình rồi đâu mất tiêu mất dép luôn á. Cái đó là nhẹ nha. Dạ. Bỏ đồ nặng hơn chút xíu. Dạ, cái đó thì là ở nhà trọ, nhà trọ mới của vợ em. Còn kế bên bà gì? Dạ hết kế bên bà gì. Không kế bên bà gì mà kế bên chú với bà cô. Sao ở chung với dây mơ lại má. Cái lúc đó là đứa em của vợ em á là y nằm bệnh viện, vợ em vô chăm xong rồi em chở vợ về. Để sáng hôm sau đem cháo vô. Thì tối về bữa đó thì vô nhà xong rồi, tắm rửa xong rồi, bắt đầu xin cũng khuya rồi, cũng 9-10 giờ thôi, nói giờ cho ngủ bữa đi. Ngủ sáng bữa nào, bữa sau chở đi vợ vô luôn, khỏi có chạy qua nữa mất công. Thì cái vợ bảo thôi cũng được. Chủ đích là bữa đó là xác định là có cái gì là phải có cái gì. Nhưng mà lên kế hoạch luôn. Rồi nhưng mà vấn đề là nó gặp trục trặc giữa đường, gặp trục trặc. Chuẩn bị mới tắm rửa ra xong rồi, ông chú phòng cái bên ông gõ cửa. Chà, sao gặp trung chuyên. Ông chú phòng cái bên sao nữa? Mà ông chú đó là đồng nghiệp của hai bà cô. Có nghĩa là cái gì? Đồng nghiệp của hai bà cô bằng này. Rồi. Sao nữa? Qua hỏi thăm đứa em coi bớt bớt chưa. Chú mà qua chắc chắn là hai bà cô biết. Mà hai bà cô biết là coi như là đứt luôn. Cho nên là lúng qua lúng quýnh chạy vòng xong rồi chạy lên gác. Là lúc đó là chú về xong là em tuột luôn mút. Tuột mút luôn. Tuột luôn. Không mừng ăn gì được luôn. Dạ chưa. Tới là khoảng nửa đêm á, tầm nửa đêm thì lúc đó mới lấy được cảm xúc. Mút mới quay lại. Quay lại thì lúc đó mới làm nguyên vẹn. Trời ơi. Ngủ dậy đó là sáng sao á, dính thêm cái nữa. Mình đang lơ mơ ngủ. Giờ không phải ông chú mà là bà cô. Bà cô đó là vợ của ông chú đó. Qua hỏi thăm nữa. Dạ, hỏi thăm nữa. Bà cô qua làm gì? Thì cũng qua hỏi sợ thao 7-8 giờ rồi mà chưa có thức dậy để đem đồ vô cho đứa em á. Mệt quá mà ai biểu. Ai biểu gần sáng mà hiệp hai chi. Là tại ông chú. Mệt quá. Xong thì qua cái gọi cửa cơ em cũng lính quýnh nhưng mà giờ thôi giờ nấp đợi cánh cửa. Giờ kêu vợ mở cửa ra. Vợ mở cửa ra cái em nép vô góc cửa. Lấy áo khoác che lại. Sao thì sau đó là coi như là khi mà đám cưới thì gia đình hai bên đều vui vẻ rồi đúng không? Dạ. Đâu cấm cản gì nữa đúng không? Lớn rồi đúng không? Bây giờ ông đi làm rồi, ông làm được rồi. Đi làm rồi, ngon lành he. Rồi sao ấy? Hai bạn coi như là quen nhau được bao lâu thì mới cưới? Quen nhau 8 năm. 8 năm? Dạ. Làm cái gì mà từ lúc ông để ý tới lúc cưới là 8 năm. Để ý là 2 năm. Nhưng mà quen chính thức là 6 năm. Cưới năm 2016. Được 4 năm. 12 năm trời. 12 năm rồi mà giống như nít vậy bạn. Có em bé chưa? Dạ có, em bé gái 3 tuổi. Vậy thì bây giờ về nhà cái tật xấu nó có bị lòi ra không? Nhiều phụ nữ. Em kể tiếp làm sao? Dữ bộ nó dữ lắm à. Thấy em mà làm cái gì mà trật ý cái là la bể làng luôn. Kêu làm là phải làm liền. Mà bảo anh đang bận cái này xíu, chờ xíu. Xíu gì dùm xíu. Xíu gì biết nào. Nhỏ mà cái giọng lớn lắm đúng không? Rồi nó giận nó có đập đồ đập đạc gì không? Có chị. Có đợt đó là con khóc. Tức là em thì đang bấm điện thoại. Nhưng không phải là bấm điện thoại chơi mà đắm công chuyện, tức là người ta inbox, người ta hỏi này kia mình trả lời rồi đó, nhưng mà vợ không biết thì vợ cứ nghĩ là em lo cho bấm thoại không chăm con. Thì lúc đó vợ đi làm về, vợ làm về mệt rồi con khóc. Em bảo là tranh dỗ nó xíu đi, ba xuống ba dỗ. Em nhắn tin xong thì chưa xong nữa là vợ tóc dậy quăng cái điện thoại vô cái thùng nước, cái nồi cơm á, lấy nồi cơm quăng cái bùm xuống cái nồi, cái bình thủy điện đá văng cái bình thủy điện luôn. Rồi ba món đồ đã bị mất đi. Hườm như vậy chắc cũng vài triệu, không có đơn giản đâu nghe. Nếu mà điện thoại xịn là cũng là 10-20 triệu em đó. Em không nghe. Kiềm chế được mình hay sao vậy? Dạ không, lúc đó không có nói mấy câu mà để anh xíu anh nhắn tin công chuyện, không có đâu, ổng im gu hà. Rồi anh để coi ổng quan tâm tới con đến mức nào. Nhưng mà nhỏ khóc hoài vậy á, cứ bấm điện thoại. Mà thật chất mấy công việc đó là cái công việc ổng có thể kiểm soát được, chứ không phải là cứ phải canh nhắn tin cho người ta. Hết hồn không? Lúc không. Đó hết hồn không? Tại vì mình cũng biết rồi, nghe thời cũng quen là cũng biết cái tính cũng nóng dữ lắm rồi. Cho nên là thôi giờ nóng như gán kịp. từ lúc quen là con đã bộc lộ là con không phải là một người phụ nữ mà nhỏ nhẹ thùy mị. Ông này mới là cái tính đó thôi.
tính của con là rất là dữ nha, chứ không phải hiền đâu, mà muốn quen là quen, chấp nhận được không thì quen. Thì ông này ông nói là ổng chấp nhận được, giữ đúng thôi, ổng nói vậy đó. Còn một chuyện nữa là trước khi cưới là lúc đó là vợ đi làm, em thì Dũng đi làm, nhưng mà vợ bảo là khoảng 15 phút nữa tôi ra ông lại ông đón. Thường á thì lại đón là khoảng vợ bảo 15 phút thì em phải từ nửa tiếng đến một tiếng lại, thì lúc đó vợ mới ra. Không biết bữa đó sao xui lại trễ khoảng 5 phút 10 phút gì đó, nổi trận lôi đình. Vậy là về phòng dọn đồ hết. Rồi đuổi em đi, em không chịu đi. Ồ, xách vali xách đồ dọn đồ qua phòng đứa bạn hả? Vậy nóng mới chịu. Vậy luôn. Nóng dữ vậy ha. Rồi, nóng tính nè. Rồi bây giờ tiếp tục nữa, còn cái gì nữa không? Gì nữa không, nói luôn đó. Đi xả đi. Thôi giờ nhiêu đó chắc đủ rồi. Đang lát nữa em khui. Rồi bây giờ tới em khui đi. Đó. Hết chưa? Em không có tính gì mà sống ngoài ổng làm cho em nóng tính thôi, chứ không phải tự nhiên em nóng tính. Ổng ha. Nói nhay, nói nhảm, nói sàn, nói lâu, làm tất cả chậm chạp, tiết kiệm. Thôi bây giờ cụ thể một cái tính nha. Làm việc chậm chạp, ví dụ như mình đi làm về, mình đã nhận làm dựng video cho ông anh, ông đăng YouTube, nói với em làm video trong vòng 2 tiếng. Thì ta đi làm về, người ta ăn cơm, tắm rửa, còn người ta lên ta dựng video thôi là khoảng 12 giờ là người ta được ngủ rồi. Không, về coi tivi, xem điện thoại, làm tới 11, 12 giờ mới đi rồi tắm, rồi tới 1 giờ mới lên, rồi lên bấm tới 4 giờ sáng. Rồi bắt đầu ngủ được 2 tiếng đi làm than mệt mỏi. Mà em đã nói là phải sắp xếp công việc hợp lý hơn. 200 ngàn mà làm tới 4 giờ sáng gì đi, thì cái sức khỏe mình ở đâu ra, còn tắm đêm nữa. Cho nên em rất nóng tính gì với cái vấn đề mà chướng mắt như vậy là không có chịu làm được, rồi phải la. Làm cái gì cũng chậm chạp hết đúng không? Dạ đúng rồi. Tắm có chậm không? Trời, cho anh nói ra, anh tắm nhanh nhất là bao lâu? Nửa tiếng. Còn lâu có bữa ở chồng cả tiếng luôn. Không biết làm gì ở chồng. Có khi cầm, có khi không. Nhưng mà tính hay thẫn thờ lắm. Ý là ở chồng người ngồi thẫn thờ hoài vậy đó. Không hiểu nổi. Bởi vì em hay nóng tính lên là bởi như vậy. Ngồi cưới con thỏ mình đi làm xong rồi mình mệt, mình muốn có chút thời gian, nhưng mà về nhà là hết việc này chuyển sang việc kia, hết việc kia chuyển sang việc nọ, hầu như là lúc nào cũng vậy. Chỉ có cái lúc mà đi tắm á là mới lúc được rảnh nhất thôi, tức là không bị kêu nữa thôi. Chứ ở nhà gì bị kêu nữa. Thẫn thờ đó, đó là thẫn thờ đó. Ngồi suy nghĩ cái việc mà mình cần làm hoặc là đã làm cái gì đó rồi, muốn làm cái gì thêm chẳng hạn. Rồi ảnh có tật là hay nói về những điều nhỏ nhặt, soi mói. Đúng rồi, soi mói có chút xíu việc nhỏ nhặt là lem bèm đúng rồi. Em mong chồng em thay đổi cái gì? Ổng phải nhanh hơn, từ thời buổi này mà chậm chậm gì là không làm được bao nhiêu việc cả. Rồi nhanh hơn và đàn ông lên. Thí dụ như em đang nấu ăn đi, đang ngồi nấu ăn, thì chồng thì làm những việc mà của người chồng đi, không núp ở sau lưng coi vợ nấu ăn sao, đậy cái nắp nồi này vô cái nắp nồi chưa, sai cái nắp nồi rồi lại nói em là đậy sao nắp này đậy với nắp này. Trời ơi, em động bàn một cái bóp, em kêu nó đi chỗ khác. Ở đâu xách lên gác chạy lên chảnh làm video chảnh. Em có khi nào là anh đứng sao anh chỉ chọc em thôi? Đi làm về thì vợ vô bếp nấu ăn thì mình cũng lót tót, mình chạy vô mình phụ mình thấy cái này nó phù hợp mình lấy mình đậy lại. Không đậy không chịu đâu, mình đã lấy mình đậy lại rồi, không chịu lấy cái nó quăng chỗ khác, lấy cái khác đậy lên. Rồi ví dụ mình mà ví dụ rửa rau không sạch cũng nói, kêu đi rửa rau không sạch đi chỗ khác đi không mượn, kêu đi chỗ khác đi chỗ khác, ở đó bị chửi nữa. Mà đi chỗ khác rồi lại chửi, đi làm vợ không phụ vợ. Đường nào cũng chết á. Trăm điều khó hả? Trăm điều khó. Rồi bây giờ nhớ, em muốn vợ thay đổi điều gì? Thì chỉ mong là vợ bớt nóng tính lại. Thì chỉ mong vậy thôi. Còn vợ thì mong chồng là bớt lề mề đúng không? Dạ, giờ phải mạnh mẽ lên. Ở trong nhà toàn là những cái món có giá trị, toàn là em mua không. Còn ổng mua mấy cái quạt gió chút gì nè. Còn tới cúp điện không có cái quạt nào xài được. Em bắt ổng đứng quạt lại cho tôi. Phải quạt cho hai mẹ con tôi. Tại vì ông phải suy nghĩ những cái gì mà nó thật sự để phát huy trong cái nhà mình, chứ không phải mà tiết kiệm cái kiểu mà mua cái đống về chút rẻ tiền mà không xài được. Vừa đủ cho bé mát thôi, mình không cần. Em hay sợ lạnh cho nên là mua quạt nhỏ nhỏ cho điện là quát cắn quạt cho bằng được. Tính em nóng như vậy là em nói là phải mua cái đáng giá trị và phải xài được trong cái mình sử dụng được nhiều thứ. Không, chút máy sấy tóc cũng vậy nha. Máy sấy tóc mình muốn mua cái máy sấy tóc, ổng nói không, để ổng mua cho, để mua ổng mua rẻ, mình mua mắc. Ổng nói như vậy đó, thì nhường cho ổng mua. Ổng mua cái máy có chút xíu về sấy cả buổi trời không có khô, cái máy 35 ngàn hay sao á, sấy hoài không có khô, bực quá. Máy đó là cái máy mua trên mạng á, máy đó là cái anh Kim xài thôi đó. Coi như bực mình rửa quá, tàu quá mình sấy sơ nữa cho nó bực quá la ổng một trận, ổng nói để mua cái máy khác. Cái ổng vẫn mua cái máy khác, mua cái máy chà bá về nha, nhưng mà cái công suất y chang cái máy nhỏ luôn. Cũng rẻ tiền mà nó nhẹ tem, sấy chút xíu nó nóng quá thì
này muốn nổ cái máy luôn vậy đó. Trời ơi, em không tưởng tượng được, em rất là nóng như vậy. Tại vì em nói là phải mua những cái có giá trị mà phải xài được, chẳng thà nó hơi mắc tiền một chút, chứ không phải mà cứ tiết kiệm những thứ mà vô dụng như vậy mà mua cho nhiều cái. Bật gió cũng một đống, máy sấy tóc cũng hai ba cái, mà không có nào xài được. Không có nào ra hồn cả. Mua cho con gái em chơi. Dạ. Bởi vì mà em hay la, rất là nhiều chuyện làm của con nít mà em hay la là như vậy đó. Nhưng mà biết sao không, chị nói nghe. Dạ. Hai vợ chồng á. Dạ. Thì giờ là năm thứ tư rồi đúng không? Dạ. Thì nó còn lọt lại một số cái chút vậy đó. Dạ. Thì bây giờ cố gắng người nhường chút. Dạ. Em ráng em nhanh nhẹn lên. Thấy không? Mua cái gì mà đó giống như bà nói. Bà nói quan điểm mới đúng ạ. Thiệt. Cái bạn này là gì nè, mình thử nhiều cái vậy đó, cái nào ngon lành nhất. Ta biết không, nhiều khi mua một cái mắc tiền, lỡ xài không được thì có phải phí hay không? Tức là mỗi người một cái cách tư duy, em hiểu không? Cái này là do cái cách tư duy chứ không gì chân. Thì bây giờ hai chồng trao đổi với nhau nhỏ nhẹ thôi. Anh ơi, giống như là ông bà mình nói, lời nói mất tiền mua đó, chứ đừng có đi đến xung đột nghe. Mưa dầm thấm lâu. Vậy thôi, đúng không? Dạ. Đó, còn bây giờ ở trong nhà thì giờ có người đàn ông rồi, giờ phải có người đàn bà chứ. Chứ hai người đàn ông hết rồi làm sao, đúng không nè? Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc như thế này. Dạ.